quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với kênh Thân MC Channel. Đại diện nhà sản xuất Crash Landing on You khi tẩy giả thuyết Son Ye-jin đang mang thai trong season 2. Tin đồn bắt đầu lan truyền từ diễn thuyết về giả thuyết rằng Son Ye-jin sẽ mang thai trong Crash Landing on You mùa thứ 2. Tuy nhiên, mới đây nhà sản xuất bộ phim này đã lên tiếng phủ nhận. Tôi nghĩ đây, những bức ảnh dẫn đến những suy đoán về việc Son Ye-jin mang thai là điều hiện đơn giản vì người quan tâm nhiều đến bộ phim. Điều đó thật vô lý, đại diện của Crash Landing on You nói trong một khi lật tẩy giả thuyết, Shopee đã đưa tin này. Việc Crash Landing on You mùa thứ 2 có nhà sản xuất làm tiếp phần 2 hay không vẫn chưa là một câu trả lời chính thức từ đại diện của nhà sản xuất. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là có rất nhiều khán giả trên toàn thế giới muốn xem màn tái hợp của Hoon Bin và Son Ye-jin trong phần thứ 2 của bộ phim này. Có một điều khó khăn đối với nhà sản xuất đó là ngay cả khi có kế hoạch sản xuất Crash Landing on You mùa thứ 2 thì dịch bệnh COVID-19 hiện tại sẽ khiến bộ phim khó khăn trong việc tìm kiếm địa điểm và bối cảnh quay phim.